Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với trò chơi robot. Hôm nay mình sẽ chiến đấu với một mình chấp hết nha. Ok, đây sẽ vô mày này. Ok, mình sẽ chơi nha. Nhưng mà có một tin mừng là mình đã nhận được một con boss nha các bạn. Boss hơi bị to. Để mình sau nha các bạn. À, không nhầm. Để mày cuối. Đó, boss ở trên kìa nhưng chưa đạt năng lượng nha mọi người. Và mà chị nhắc là video là chị dành cho chị em và không có cái hành động tức giận hoặc là tiêu cực gì hết á, không có chửi tục nha mọi người. Mình chơi vui thôi là chứ giờ mình chơi cái trò này mình chỉ chơi vui thôi chứ không có chơi cái kiểu như người lớn đó các bạn, chơi như bánh BBG á, mình không có kiểu đó mà chơi liên quân các bạn. Thôi mình bị rớt xuống đây thì mấy bạn không biết đụng lên hay sao. Ai đừng lên bên kia kìa. Bánh. Mày hả? Bố láo. Mày này. Mình chết rồi các bạn. Giờ mình sẽ chọn con này. To. Tròn. Ok, sắp chết rồi nha các bạn. Mình sẽ giết nó luôn. Mình chơi trò này là mình không ăn gian nha mọi người. Mình không có hồi máu. Và hãy nhìn kỹ mình nha, mình không có hồi máu nha mọi người. À, cho mình mới biết là cái con robot Titan đó mọi người. To chỉ cần cái lên 20% phải đủ này là mình có thể chọn được mọi người. Như vậy mọi người. 25% là mình có thể chọn được con bot rồi. Chọn xong cái con này mình sẽ chọn luôn Titan luôn nha. Còn bắt đầu con Titan chết thì mình sẽ chọn cái con nhỏ nhỏ kia. Chị gian quá mọi người ơi. Chị gian quá mọi người ơi. Mình chết rồi. Sao giờ mình hết bị cùi luôn mọi người. Để mình xem mấy con này nó có gì. Ôi con này cũng giống mình nè mọi người. Chỉ mỗi là cái súng súng kia là súng súng máy thôi mọi người. Số nồng. Con sẽ vô chơi nha. Trời con này con sát ướt nè. Con này đi cực kỳ chậm luôn á mọi người. Hôm nay em mình nói đâu rồi á. Mày headshot. Mày chết chết nhanh chết đi. Mày hả? Ok mình sẽ hồi máu. Hôm nay chị giỡn thôi chứ không hồi máu chết tươi à. Chết là không biết là có nhận được con robot Titan không mọi người. Mình sợ quá. Rồi chết luôn rồi đi đời luôn rồi rồi xong mọi người ơi. Mình sẽ chọn một con này. Ok mình sẽ đứng yên để cho con robot Titan ở trên mức thanh máu của mình á, ở dưới cùng luôn á mọi người. Không có chữ Titan đó mọi người, để cho nó hồi lại nha. Từ nãy giờ nó đang hồi á mọi người. Thì nhìn kỹ vô thì sẽ hồi thôi mọi người. Nhìn kỹ vào.
Ờ mọi người nó kìa mọi người. Mình chờ nó hồi con robot Ita sau bắt đầu mình sẽ ra chơi nó luôn nha mọi người. Và sẵn khúc này mình sẽ cắt nha mọi người. Tại vì phải đợi hơi lâu á.